Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 10 năm 2018 dương lịch, tóc con giáp xui xẻo bùa vây, làm gì cũng thất bại ê chề. Theo dõi tử vi tháng 10, những con giáp này sẽ gặp đủ mọi khó khăn trở ngại trong công việc, thất bại cứ thế nối tiếp nhau tới không ngừng, cùng Lịch Ngày Tốt điểm danh ngay sau đấy nhé. Tuổi Thìn, xem tử vi khoa học, người tuổi Thìn trong khoảng thời gian này khó khăn vây hãm, làm gì cũng không được thuận lợi, công việc chồng chất, bản mệnh nhiều lúc muốn giải quyết cho xong mà lại có sự cố xảy ra, đành phải chịu cảnh lực bất tòng tâm. Bản mệnh chịu quá nhiều áp lực từ công việc của mình khiến cho tinh thần bất ổn, không tìm được hứng thú, càng không có ý tưởng gì mới mẻ để tiến hành những kế hoạch mới, cứ loanh quanh trong nước ao nước tù. Tử vi tháng 10 cho thấy vận trình công danh sự nghiệp sa sút đến cực điểm, có khi bỏ ra nhiều công sức mà chưa chắc đã được hưởng thành quả, chắc phải do tuổi Thìn làm không tốt mà đơn giản vì chưa đủ may mắn, thiếu phần nhạy bén nên thất bại cứ thế nối tiếp nhau mà đến. Tuổi Mùi, với người tuổi Mùi thì có lẽ chuyện khiến bản mệnh đau đầu nhất trong khoảng thời gian tới có lẽ là những tin đồn thị phi bủa vây, khiến chỗ uy tín của con giáp này sụt giảm nghiêm trọng. Có câu cây ngay không sợ chết đứng, nhưng quả thực lần này bản mệnh đã phải sợ hãi rồi. Dù chẳng làm gì có lỗi, chẳng làm gì nên tội, nhưng khi mọi chuyện đều chỉ về con giáp này, tuổi Mùi có giải thích thế nào cũng chẳng thể hóa giải được những hiểu lầm mà mọi người đã mặc định đó là sự thực. Những dự định trước đó với công việc của bạn gần như bị hủy bỏ hoàn toàn. Không còn ai đặt hết lòng tin vào bản mệnh như trước nữa. Con giáp này thất vọng nhưng vẫn không ngừng cố gắng. Bạn tin rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả cho mình. Còn với kẻ tiểu nhân giáp tâm hãm hại kia, bản mệnh dù có biết 10-10 là ai thì cũng đừng quá kích động mà đánh mất lý trí. Nhiều chuyện cần phải bình tĩnh để tìm hướng giải quyết. Nếu thời cơ chưa đến thì chớ nên manh động, không để cho kẻ xấu biết được suy nghĩ của mình mới là thượng sách. Xấu tài cũng là một trong những phương cách đối phó với kẻ tiểu nhân. Hãy giữ mình tâm trong sáng, từ từ giải quyết từng việc một, chuyện đâu còn có đó. Tuổi Tỵ, xem tử vi tháng 10 năm 2018, có nhiều chuyện không may mắn lắm xảy tới với tuổi Tỵ. Con giáp này phải chịu đựng cạnh tranh khốc liệt trong công việc, chẳng được một phút bình yên. Hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra khiến bản mệnh hoa mắt chóng mặt. Thực sự thì tuổi Tỵ có nhiều tham vọng, có nhiều kế hoạch muốn thực hiện, nhưng cứ hễ có ý định bắt tay vào làm là lại bị cản trở, chỉ ứng phó với những vấn đề bất ngờ phát sinh thôi cũng đủ để con giáp này bận tâm không lúc nào ngơi tay. Bản mệnh cần có tâm đề phòng, nếu không kẻ tiểu nhân có thể thừa lúc bạn mất cảnh giác mà bày đặt bẫy chỉ chờ bạn sụt hố mà thôi. Các mối quan hệ xã giao có thể là thế mạnh nhưng cũng có thể là điểm yếu của tuổi Tỵ khi mà con giáp này không đủ tinh tế để phân biệt rõ ràng đâu là bạn, đâu là thù. Trong chuyện hợp tác làm ăn, đừng tùy tiện thấy ai ngỏ lời cũng đồng ý. Có những thứ không thể vội vàng, đối tác không chỉ là người góp vốn, góp ý tưởng mà còn là người sẽ cùng mình làm việc để tạo ra lợi nhuận. Nếu chọn phải người có ý đồ không tốt thì thiệt hại tất sẽ thuộc về mình. Tuổi Dậu, theo dõi tử vi tháng 10 của 12 con giáp, khoảng thời gian này người tuổi Dậu có điểm báo tiểu nhân cực kỳ rõ ràng. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện xui xẻo trong công việc, cũng chính vì luôn có tiểu nhân ngăn cản trên con đường đi đến thành công. Tiểu nhân không ở đâu xa mà ở ngay gần bên cạnh người tuổi Dậu. Con giáp này cần đề phòng với ngay cả những người đồng nghiệp, đối tác xung quanh mình. Bản mệnh gặt hái được nhiều thành công, được cấp trên trọng dụng hay đơn giản được mọi người xung quanh tán thưởng, tất cả điều đó đều có thể khiến bạn trở thành đích ngắm của kẻ tiểu nhân. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất làm gì cũng phải thận trọng, đừng tùy tiện quyết định chuyện gì, cũng đừng mang hết ý tưởng kế hoạch của mình ra chia sẻ với mọi người xung quanh, tay vách mạch rừng là có thật. Nếu muốn thành công thì cần phải khiêm nhường, lặng lẽ một chút, tuổi Dậu càng khoa trương, càng khoe mẽ thì càng dễ trở thành cái gai trong mắt kẻ tiểu nhân, làm gì cũng khó khăn, thất bại cũng chẳng có gì là lạ. Tuổi Thân, theo dõi tử vi 2018, tháng 10 dương lịch này không phải là thời điểm để tuổi Thân tiến hành những việc quan trọng, nhất là trong ngày vận trình công danh sự nghiệp đang tràn đầy những dấu hiệu xui xẻo thì càng phải thận trọng.
bạn mệnh không tìm thấy hứng thú trong công việc, chán nản và thiếu sáng tạo, thiếu đi sự nhiệt tình và hào hứng, thế nên dù có cố gắng thì cũng chỉ là làm cho có lệ, không thể tạo ra được sự đột phá nào đáng kể. Đặc biệt, điều này có thể cản trở bước tiến của người tuổi Thân khi mà những cơ hội để tăng tiến hay phát triển sự nghiệp cứ thế lướt qua vai, con giáp này chẳng hề hay biết. Cũng có khi bản mệnh muốn thay đổi môi trường làm việc, chuyển sang một công việc mới nhưng lại chẳng có đủ quyết tâm nên cứ dậm chân tại chỗ. Mà kể cả có thay đổi công việc thì tử vi hàng tháng cũng cho thấy khả năng hòa nhập của bản mệnh thời điểm tháng 10 là khá thấp. Tinh thần sa sút nên con giáp này dễ cảm thấy thất vọng với bản thân mình, chán nản với những thứ xung quanh. Con giáp này vốn quen nói thẳng, thiếu suy nghĩ trước khi nói và làm việc nên vô tình có thể đắc tội với những người khác không hay. Dù có nhiều mối quan hệ xã giao, nhưng khi cần lại chẳng thể tìm ra được người nào đồng ý giúp đỡ mình vô điều kiện. Con đường sự nghiệp phía trước của tuổi Thân tràn đầy những khó khăn trở ngại. Muốn đạt được đến đỉnh cao của thành công thì có lẽ vẫn cần phải mất rất nhiều thời gian, mà trước hết là phải vực dậy tinh thần của mình đã. Tuổi Tuất. Xem tử vi tháng 10 dương lịch của người tuổi Tuất, vận trình công việc ảm đạm, chẳng hề thấy chút tin vui. Bản mệnh có con giáp này không có tinh thần làm việc, dễ cảm thấy chán nản với những việc chẳng đáng, hay đổ lỗi cho mình cũng như đổ lỗi cho hoàn cảnh với những thất bại đã qua. Không chịu nhìn thẳng vào sự thật, tuổi Tuất cứ tự lừa dối mình để an ủi bản thân. Khi không nhận được sự đồng thuận, công việc, động viên từ người khác, con giáp này lại quay về khép mình lại, không nghe bất cứ lời khuyên bảo của ai. Làm gì cũng tự mình tiến hành, không hề có sự phối hợp với mọi người, càng không quan tâm đến tình hình hiện tại. Thất bại không phải là điều gì quá lạ lùng, mà con giáp này khả năng cao sẽ gặp phải sự nghiệp khó bề tiến bước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.